mạng lưới giúp Mỹ có thể chuyển vũ khí thần tốc cho Ukraine. Có kho dự trữ vũ khí lớn ở Mỹ và châu Âu, Lầu Năm Góc sẵn sàng chuyển tới Ukraine ngay lập tức nếu gói viện trợ được thông qua. Hạ viện Mỹ sẽ bắt đầu bỏ phiếu về dự luật tài trợ Ukraine vào 13 giờ giờ miền Đông Mỹ ngày 20 tháng 4, 0 h ngày 21 tháng 4 giờ Hà Nội, sau nhiều tháng trì hoãn. Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ ký ngay lập tức nếu Quốc hội thông qua dự luật. Khoản viện trợ là thứ Ukraine và các đồng minh đã liên tục thúc giục khi Kiev đang lâm vào cảnh thiếu đạn dược. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, CIA, William Burns hôm 18 tháng 4 cho hay hai lữ đoàn Ukraine với hơn 2.000 binh sĩ, chỉ được bắn 15 quả đạn pháo và 42 quả đạn cối mỗi ngày. Ông cảnh báo Kiev sẽ thất bại trước Moskva vào cuối năm nay nếu không nhận được viện trợ bổ sung từ Washington. Một câu hỏi được đặt ra là nếu gói viện trợ được thông qua, vũ khí sẽ đến tay Ukraine nhanh đến mức nào để giúp họ đối phó khi Nga đang ngày một giành được nhiều lợi thế sau khi chiếm thành trì Avdiivka. Theo AP, Lầu Năm Góc có thể chuyển vũ khí đến tay Ukraine chỉ vài ngày sau khi Quốc hội phê chuẩn gói viện trợ nếu sử dụng thẩm quyền chi ngân sách của Tổng thống Pezia. Đây là cơ chế giúp quân đội Mỹ rút vũ khí ngay lập tức khỏi kho dự trữ. Lầu Năm Góc từng dùng Pezia để gửi hàng tỷ USD đạn dược, bệ phóng tên lửa phòng không, xe tăng, xe chở quân và các thiết bị khác tới Ukraine. Chúng ta từng thấy rất nhiều lần vũ khí được chuyển giao thông qua Pezia, Brad Bowman, chuyên gia cấp cao tại Tổ chức Bảo vệ Dân chủ có trụ sở tại Washington, nói. Những vũ khí đó được lấy từ các căn cứ hay cơ sở lưu trữ ở Mỹ hoặc từ các địa điểm ở châu Âu, nơi Washington lâu nay đã tăng cường chuyển trang thiết bị tới nhằm cắt giảm thời gian cần thiết để chuyển giao sau khi chính phủ phê duyệt nguồn tài trợ. Lầu Năm Góc có các cơ sở lưu trữ vũ khí khổng lồ ở Mỹ với hàng triệu viên đạn đủ kích cỡ, sẵn sàng sử dụng trong trường hợp xung đột bùng nổ. Ví dụ, nhà máy đạn dược quân đội Calester ở Oklahoma có nhiệm vụ lấp đầy 435 container vận chuyển. Mỗi container có sức chứa 15 tấn đạn dược, nếu Tổng thống ra lệnh. Cơ sở này cũng là nơi lưu trữ chính một trong những loại đạn dược được sử dụng nhiều nhất trên chiến trường Ukraine, đạn pháo 155mm. Nhu cầu của Ukraine đối với đạn pháo 155mm đã gây áp lực không nhỏ lên kho dự trữ của Mỹ, buộc quân đội phải tìm nguồn cung từ những nơi khác. Kết quả là hàng chục nghìn viên đạn 155mm đã được chuyển từ Hàn Quốc về Calester để trang bị thêm cho Ukraine. Theo một quan chức quân sự Mỹ, Washington sẽ có thể gửi một số loại đạn dược gần như ngay lập tức tới Kiev vì họ có kho chứa ở châu Âu. Trong số đó có đạn 155mm và các loại đạn pháo khác, cùng với một số loại đạn phòng không. Một loạt cơ sở tại Đức, Ba Lan và các đồng minh châu Âu khác cũng đang giúp Ukraine bảo dưỡng, sửa chữa và huấn luyện họ sử dụng những hệ thống được gửi ra mặt trận. Chẳng hạn, Berlin đã thành lập một trung tâm bảo trì cho đội xe tăng Leopard 2 của Kiev ở Ba Lan, gần biên giới Ukraine. Những cơ sở lân cận như vậy giúp Ukraine đẩy nhanh tốc độ sửa chữa để tiếp tục sử dụng hệ thống của phương Tây. Giám đốc CIA Burns nhấn mạnh với tình hình chiến sự hiện nay, yếu tố nhanh là tối quan trọng. Chúng tôi có một mạng lưới hậu cần rất mạnh mẽ cho phép vận chuyển trang thiết bị một cách thần tốc, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Park Rider khẳng định.